Hôm qua, Đảng bộ huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng để sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Theo báo cáo, trong quý 1 năm 2024, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tăng 22,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ đạt 3,2 ngàn tỷ. Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản đạt hơn 708 tỷ đồng, tăng 1,42% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 75 tỷ đồng, đạt 33,81% so với dự toán. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong quý, đã hoàn thành hồ sơ và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo thông qua việc tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ đạo trực tiếp cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các nội dung, giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, các giải pháp để nâng cao cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nghiên cứu vận dụng các đề án, mô hình, chính sách hướng đến sản xuất các trang trại sản phẩm sạch, tạo động lực cho người dân tham gia sản xuất các sản phẩm hữu cơ và có thị trường tiêu thụ.